không đẳng cấp thì không bao giờ là tôi cả. Yếu rồi. Không đẳng cấp. Anh em nên nhớ. Không đẳng cấp. Người yếu quá đấy. Không đẳng cấp thì không bao giờ lộ. Hello tất cả anh em, thì bây giờ là OB45 rồi. Thì anh em đã có bảng độ nhạy cho mình bắn cực phê và cực đã full độ như này chưa anh em? Thì hôm nay mình sẽ ra một cái bảng độ nhạy, gọi là mình cũng test qua rồi, bắn cho mọi người xem trước video rồi đó. Đó thì độ nhạy là 200 còn đâu không hết nha. Xong rồi là nút bắn là 40. Đó, bắn cũng khá là ok nha mọi người. Nhưng mà mọi người phải tập bắn chứ không phải là cài vào và nó sẽ phun đỏ luôn nha mọi người. Và mọi người phải tập cách để tâm cao cao lên một tí và mọi người kéo. Đó thì nó sẽ dễ vô đầu hơn. Đó, mình bắn cũng nhiều cái vào đầu phết, ít máu vàng mà mọi người.